em đến với khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang, ngành kỹ thuật phần mềm, được chuyển giao từ trường Đại học Carnegie Mellon của Mỹ. Và hiện nay, trường Đại học Văn Lang là đơn vị đào tạo duy nhất của chương trình này ở phía Nam. Ngành kỹ thuật phần mềm hướng dẫn các em về lập trình, về cách thức phát triển một sản phẩm phần mềm, cũng như làm sao để quản lý một đội ngũ phát triển phần mềm. Các em sẽ học ở trong những phòng máy, trong những studio là nơi mà làm ra những sản phẩm phần mềm, đặc biệt các Carton Project. Đây là một đồ án môn học làm một dự án thực tế và có những khách hàng thực tế. Trường Đại học Carnegie Mellon chuyển giao toàn bộ nội dung cho trường Văn Lang gần 30 môn học về chuyên ngành công nghệ phần mềm và một số môn về mạng máy tính. Sinh viên sẽ học toàn bộ giáo trình, các bài giảng, bài đọc, toàn bộ bằng tiếng Anh. Xuyên suốt 4 năm học, chúng mình được học những môn học trải dài theo quá trình làm một phần mềm. Từ lúc lấy yêu cầu của khách hàng cho đến khi mà giao sản phẩm phần mềm cho khách hàng. Mình vừa hoàn thành xong 5 môn học của chương trình CMU và đạt được 4 chứng chỉ trên 5 môn học đó. Những bạn sinh viên mà đạt được từ 7 điểm trở lên thì sẽ được làm hồ sơ gửi toàn bộ dữ liệu về học tập sang CMU. CMU sẽ cấp cho một chứng chỉ. Thông tin của các bạn sẽ được post lên trên website của CMU. Việc theo học chương trình CMU và đạt chứng chỉ thì các bạn sẽ có được một cái cơ hội lớn khi mà các doanh nghiệp xem cái hồ sơ xin việc của bạn. Cơ hội không chỉ là làm việc ở cái vai trò là người phát triển phần mềm, mà các em có thể có những cái cơ hội khác, ví dụ làm về bên kiểm thử phần mềm, nó gọi là testing, làm về các cái vai trò khác, ví dụ như là làm phân tích các yêu cầu của người sử dụng, hay là phân tích cái nhu cầu của doanh nghiệp liên quan đến phần mềm, hoặc là các em làm quản lý một cái đội ngũ hay một cái nhóm phát triển phần mềm. Chương trình đào tạo tại Văn Lang đã cho mình những cái kiến thức về nghề nghiệp rất là rộng, và chương trình này mang chủ quốc tế cho nên là không chỉ làm việc ở Việt Nam mà còn mở rộng ra cái thị trường quốc tế nữa. Các em phải có những cái nền tảng về toán học. Khi vào trong đây thì các em sẽ được đào tạo từ đầu về việc phát triển một sản phẩm công nghệ thông tin. Cho nên cái quan trọng đầu tiên vẫn cần thiết đó là cái sự đam mê. Các bạn tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh nhiều thì các bạn sẽ từ từ sẽ được hấp thụ và sẽ được cải thiện cái kỹ năng cũng như là cái khả năng tiếng Anh của mình lên. Học ngành này các bạn chỉ cần trang bị một chiếc laptop đủ mạnh để có thể làm các bài tập về nhà mà giảng viên giao. Còn lại ở trường, nhà trường đã hỗ trợ máy tính để các bạn để có thể làm việc và học tập. Với tinh thần khởi nghiệp, các bạn hãy đầu tư cho nền tảng công nghệ thông tin của mình tại Văn Lang bằng chương trình CMU. Welcome to Văn Lang University.